Chào mừng quý bạn quay trở lại với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Trên đây chúng tôi bàn giao máy ép cám viên S186 Plus chạy trục cắt đăng ô tô, máy trực tiếp cho bác khách ở Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nhà bác đang trại chăn nuôi gà bà con nhé. Đấy, còn đây là máy S186 Plus này, mang ra phải trại ép luôn này. Đấy thì với máy này thì bà con một giờ có thể ép được từ 160 đến 180 kg cám, sử dụng điện một pha 220V. Đấy. Và cô đây, cô đã, cô chủ nhà đang trộn cám này, ép thử đây này. Bác cứ đổ cả đấy, cứ đổ đầy đầy đổ đầy ấy rồi chậm. Sau khi tiến hành pha trộn nguyên liệu, chúng ta sẽ tiến hành ép viên bà con nhé. Máy ép cá dễ 186 Plus ta có lô, giá bán là 8.300.000 bao gồm được cước vận chuyển và tận nhà cho bà con. Bác nuôi gà rất là nhiều. Chú còn quay chọc thẳng tên chú. Motor 3,5 kg, 5 lượng sẽ được một pha 220V của động cơ tần hướng đạo bà con nhé. Motor quay đầu bảo hành bà con 1 năm, hàng Việt Nam chất lượng cao này, đấy có tem nhãn đầy đủ bà con đây, rất là mát, đầy đủ kháng dây điện cũng là áp tơ mát cho bà con, giá bán là 8.300.000 chạy con ô tô rồi đấy, còn cái chạy ra đây đó là êm so với dòng S150, S160 ngày xưa dùng ốc trực tiếp, dùng máy từ Ba Lan này, êm hơn rất là nhiều mà bạn, êm rất là mềm. Nếu mà có ai thì nó vào đi là nước tôi đây ạ.
có rau thì thêm rau, không nước. Mà nước thì kiểu nó không. Cái này là cá ngô. Ngô nhiều là sẽ tắm cái này. Cho năng suất 1 giờ được 160 đến 180 kg cám bà con nhé. Giá bán là 8.300.000 sau được tốt vận chuyển về tận nhà cho bà con. Một máy hoàn chỉnh, lắp sẵn trong máy là mặt sàn 4 ly. Ngoài ra khi bà con có nhu cầu mà mua thêm một cái sàn bé hơn như là 2 ly, 3 ly hoặc là sàn to hơn như là 6 ly, 8 ly có thể mua thêm với giá bán một cái là 400.000 một cái mặt sàn. Ta sẽ có dao cắt ở phần trước cửa này để bà con điều chỉnh độ dài ngắn của cái bên cám này. Còn bà con nếu mà điều chỉnh độ to nhỏ thì chúng ta sẽ thay cái sàn khác. Đấy, thay sàn để chỉnh độ dài ngắn thì chúng ta sẽ thay đổi dao cắt. Còn trường hợp là bà con ngắn dài thì chúng ta sẽ to nhỏ, chúng ta sẽ thay sàn. Gà trống rất là to. Bàn giao máy ép cám viên cho bác khách ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bà con cô bác có nhu cầu mua máy ép cám, máy đun cám viên F186 Plus, vui lòng liên hệ máy nông nghiệp Cường Linh, địa chỉ ở số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để góc màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 628 266. Chân thành cảm ơn quý và bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video, các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý và các bạn.